Thưa quý vị, chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu, ngày hôm nay 30 tháng 10, thời tiết miền Bắc tiếp tục có mưa, nhiệt độ giảm xuống từ 22 đến 27 độ, vùng núi lạnh về đêm và sáng sớm. Trong khi đó, khu vực miền Trung tiếp tục có mưa lớn, khiến nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu chia cắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Định. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29 tháng 10 đến 3 giờ ngày 30 tháng 10 có nơi trên 70mm, như Chợ Trà, Nghệ An 90,6mm, Đức Hương, Hà Tĩnh 226mm, Hồ Cẩm Ly, Quảng Bình 71,8mm. Riêng tại Hà Tĩnh, mưa lớn trong những ngày qua khiến cho nhiều vùng bị nước lũ ngập sâu, nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị sạt lở nghiêm trọng. Mưa lớn cũng khiến tường rào của một trường học ở Hà Tĩnh đổ sập, đè lên chân của nữ sinh lớp 12. Hàng trăm em khác bị mắc kẹt không thể về. Cơ quan khí tượng cho biết, mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 1 tháng 11, trong đêm nay và ngày mai 31 tháng 10. Ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 80 đến 200mm, có nơi trên 270mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.